ơi, hàng khủng của quái vật cả nhà ơi. Hộp cơm cả nhà, hộp cơm khủng vô mảnh rồi cả nhà ơi. Đến đây đồ phát hiện hang tôm khủng lồ rồi cả nhà, con quái vật cả nhà ơi. Trời ơi, rất là may mắn luôn cả nhà ơi, đi đến đây á nước đang ngập vô rồi nè cả nhà. Đó, nước ngập vô đây rồi. Còn á đi về tới đây á thì còn gặp được một quái vật nữa. Trời ơi, cái con này á rất là bự nha cả nhà. Trời ơi, cái hang tôm, hang tôm này cả nhà mình xem nè. Trời ơi, nước trong hang rất là bự luôn cả nhà ơi. Ở cái hang, hang á đoàn đi á thấy á là đoàn mê rồi. Đoàn chào cả nhà mình nha. Đầu video á thì cho đoàn xin gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến cả nhà đang xem trên kênh video của đoàn. Hôm nay á cả nhà, hôm nay trời á thì rất là âm u cả nhà. Đó. Rồi bây giờ á là cũng 8 giờ rồi cả nhà. Mà trời á thì không có ánh nắng. Hôm qua nay á thì khu vực của đoàn á thì mưa rất là nhiều cả nhà ơi. Hôm nay thì đoàn không lên rừng tại vì trời này á mà lên rừng á thì rất là tối cả nhà ơi, không thấy đường để mà kiếm dấu cua với lại hang cua. Nên hôm nay á đoàn sẽ đi ruồng tôm cả nhà ơi, bắt tôm tích, bắt ở ngoài bãi, hy vọng là đi sẽ có con gì mà bắt được á. Đoàn ghi hình lại cho cả nhà mình xem. Hy vọng hôm nay loại sẽ có hàng khủng cả nhà ơi. Rồi bây giờ á thì bây giờ đoàn sẽ vào trong khu vực trong mắm này mình ruồng cả nhà ơi. Tại vì ở ngoài á thì người ta đi giấu rất là nhiều cả nhà. Đó, cái này thì giấu của người ta loại đầu bữa hay bữa trước á cả nhà. Giấu loại ở ngoài rất là nhiều luôn. Nên bây giờ đoàn sẽ vô trong, lợi có tôm hoặc là con gì mà đoàn bắt được á, đoàn sẽ ghi hình lại cho cả nhà mình xem nha. Hy vọng là gặp được hàng khủng cả nhà ơi. Rồi đoàn úp máy nha cả nhà, có đoàn sẽ ghi hình lại. Đoàn phát hiện ra con sò huyết cả nhà ơi. Nè, đó, nhìn nó giống cục đất không cả nhà, nhìn nó giống cục đất không nhưng mà nó ẩn mình đó, sò huyết nè. Đây, con này á, thì trong trong cả nhà ơi. Không được bự. Rồi. Bây giờ đoàn sẽ bỏ nó vô thùng và đi tiếp nha cả nhà. Đoàn vừa phát hiện con nữa cả nhà. Đó, sò huyết nè. Đã chưa? Nhìn nó giống cục sình nha cả nhà. Con này á thì cũng trong nha cả nhà. Rồi. Đoàn sẽ bỏ vô thùng, bây giờ mình sẽ ruồng vòng vòng trong đây nha. Quá. Ở ngoài á thì đoàn cũng tránh dấu dò của dân loại. Bây giờ trong đây á thì dấu đoàn thấy nó còn nhiều hơn ở ngoài cả nhà ơi. Đó, dấu quá chừng luôn. Nhưng mà mình quần trong đây á thì nó ưa có hàng khủng nha cả nhà. Quần trong đây á mà may mắn á thì sẽ có hàng rất là bự nha cả nhà. Hy vọng là có hàng bự đây. Đây, bây giờ đoàn sẽ tiến hành quần quanh khu vực này cả nhà ơi. Có đoàn sẽ ghi hình lại gì giống con sò đây, không phải dụ. Rồi, đây vừa tính ấp máy đi tiếp thì gặp một con sò nữa cả nhà ơi. Đó, chà, con này bự hơn nha, con này quá im luôn. Rồi,
thấy đây một con nữa nè, nó chui vô trong kẹt nó trốn nè. Đó, đây nè cả nhà, cho vô thùng cái nó. Tôm vẫn chưa thấy. Cả nhà thấy không, mỗi người thì một công việc ở đây là như vậy đó cả nhà ơi. Ở ngoài kia kìa, đó ngoài kia thì cả nhà mình thấy xa xa chưa, có cô chú đang kéo nò đó cả nhà. Cái đó ở đây thì khu đoàn thì người ta kêu bằng cái nò, cũng có người á người ta kêu bằng 12 cửa ngục đó nha cả nhà. Đây đoàn phát hiện thêm một con sò nữa cả nhà, tôm vẫn chưa thấy mà toàn là sò không. Con này á là con sứ đất nha cả nhà. Con này á, nó bốn nước của nó xịt vô con mắt của mình á là rất là rác á, có thể là hư con mắt luôn đó cả nhà. Qua trời đất, con lội ra hoài cả nhà ơi, ở ra hoài, đánh hoành ra hoài, đổi phong thủy thì xem có không. Lội ở trong này á, lội nãy giờ á đất nó lầy nè cả nhà mình coi nè, thấy chưa cả nhà mình, thấy chưa đất nó lầy như vậy nè, đó rất là lầy luôn. Mà lội nãy giờ á thì không thấy hang bọng gì hết. Bây giờ là đoàn sẽ ra cánh hoài này cả nhà ơi. Đó, bây giờ là đoàn sẽ ra dạt hoài, mình ruồng ở hoài thử thì có không, chờ một lát đó, đảo vô nữa. Sau một hồi tìm kiếm mệt mỏi cả nhà thì đoàn cũng phát hiện ra được con quái vật rồi cả nhà ơi. Ở con tôm cái nha cả nhà nè, ở đoàn phát hiện ra cái hang tôm rất là khủng cả nhà ơi. Đó con quái vật, trời ơi thủy quái ở cái hang cả nhà, hang khổng lồ luôn. Nhưng mà cái hang này thì hai cái ngách nó gần nha cả nhà. Wow, cái hang bằng cái chén luôn á cả nhà, bằng chén luôn á. Ngách nhỏ nó thì bên đây nè, đó nhỏ nó ở đây, bự đây. Nước á thì nó cũng đã ngập lên gạch rồi, nó gần lên đây rồi cả nhà. Đó, nó xì vô nè, đó nó xì vô gần tới hang rồi. May mắn á là đoàn lội tới đây nó chưa có ngập nên gặp được nó. Bây giờ đoàn sẽ cắm máy xuống để mà bắt cái con tôm này nha cả nhà, quái vật cả nhà ơi. Rồi bây giờ đoàn sẽ bắt nó nha cả nhà, hang này rất là khủng luôn. Rồi, con tôm khủng lồ luôn cả nhà. Mùa này á hang tôm trên đất cứng này á thì nó rất là sâu nha cả nhà. Cái hang nó rất là sâu luôn cả nhà. Con này á thì rất là bự nha. Đoàn cắt tôm á ở ngoài mé bãi ở ngoài, còn cái mé bãi sò thì mé bên kia cả nhà. Mà mấy anh á chỉ sò ở đây á rất là khó, mình bắt ở hoài á họ cũng la nữa cả nhà này. Bởi vậy á mình múc á la rồi á là đòn không có lội nữa, đi ra ngoài mình bỏ luôn. Bởi vậy đòn ít nó đi dạy tôm nữa. Thì nó không có sâu bằng hang hang là trước nha cả nhà. Tôm lên cái này, tôm lên này. Trời ơi hang khủng cả nhà ơi, trời ơi hang khủng con quái vật cả nhà ơi. Ôi, con tôm cả nhà, con tôm khổng lồ. Ây,
thêm một con nữa cả nhà ơi, một cùm tay đòn nữa nè. Rất may mắn luôn á cả nhà, nước ngập rồi mà đi đến đây á thì hên sao còn may mắn còn gặp được cái hang của nó nè. À, con này á thì cũng hai lạng ngoài nha cả nhà. Wow, đảo cả nhà ơi, mừng, tưởng đâu à không có clip cho cả nhà mình xem luôn rồi, không có hàng khủng cho cả nhà mình coi. Đây cả nhà ơi, wow, con tôm, tôm rất là bự luôn, rất là bự, rất là khủng luôn cả nhà ơi. Nó mới quẹt trúng đòn một cái. Tôm bự cả nhà. Tôm khổng lồ rồi. Con quái vật. Hàng khủng nữa cả nhà ơi. Thôi này. Tưởng đâu là lóc luôn rồi. Con này cũng hơn một gan của đòn đó. Gan khúc nha cả nhà. Con này thì ngoài hai lạng cả nhà ơi. Rồi, bây giờ là đoàn sẽ tiến hành bỏ nó vào trong thùng cả nhà. Đó. Ừ, nó búng cái thùng mà nó búng cả nhà, nghe nó búng thấy ghê chưa. Được một con quái vật cả nhà ơi. Rồi bây giờ đoàn sẽ tiếp tục ruồng quanh khu vực này và đoàn vòng về vỏ cả nhà ơi, tại vì bây giờ nước đang ngập lên trên rất là nhiều rồi. Ở khu vực này thì là bãi sò của người ta nè, đó bãi sò của người ta là dạt bên đó vòng qua đó, ngay chỗ rào đó cả nhà mình thấy chưa, rào cây hàng cây lại đó. Đó, còn mình lội á là mình lội bên khu vực bên này dòng vô. Rồi bây giờ đoàn sẽ lội cả nhà ơi, tranh thủ để nước ngập rồi. Quá, đoàn bắt được con tôm á, rất là mừng luôn cả nhà ơi. Giờ đoàn sẽ lội tiếp cả nhà, có đoàn sẽ ghi hình lại nha. Đoàn đang quần ở cái khu vực này nè cả nhà, thì bị đàn chòi nào đó đó, người ta không cho mình lội qua đây nữa, nhưng mà đoàn lội lúc qua đây luôn. Bởi vì ở đây thì mình nếu mà dân mới xuống làm thì rất là khó sống ở đây nha cả nhà. Đó như đoàn á mà họ cũng la rồi, mình đâu có biết đâu, họ đâu có biết là đoàn cũng sống ở đây lâu năm nên đoàn cũng biết này kia, nhưng mà thôi cuộc sống mà họ không cho mình lội chỗ này á thì mình tìm kiếm chỗ khác cả nhà ơi. Mình biết đâu á mình vòng về khu đó á thì may mắn mình gặp được hang nữa sao cả nhà. Rồi bây giờ đoàn sẽ đi vòng về đây, không ở khu này nữa, mình ở khu này á người ta la lối á đoàn cũng không thích nữa. May mắn cả nhà ơi, đoàn đi đến đây á thì nước đã tràn vô rồi, nhưng mà đoàn phát hiện được cái hang nữa nè cả nhà. Đó, đồ phát hiện được một hang nữa nè. Hang này cũng bự đại nha cả nhà. Hang này, nhưng mà nó không bằng cái hang nãy thôi. Hang này con tôm này đồ đón chắc cũng ngoài làng đó cả nhà. Rồi, bây giờ đồ sẽ tiến hành thục con tôm này cả nhà ơi. Đồ sẽ thục để nó ngập vô cả nhà ơi. Con này á thì chắc không được loại một cả nhà ơi, con này đoàn nghĩ á nó chắc là lạ ngoài à. Tôm tôm này loại hai cả nhà ơi, tôm mình bán như vậy á đồng bắc á là nó phân ra là người ta chủ bán người ta mua á là phân ra ba loại cả nhà.
tôm con rồi tôm trọng trọng, tôm lạng là tôm giữa như vậy nè, rồi với loại tôm lớn. Ôi bự bự cả nhà ơi, con này cũng bự á, ngoài làng á. Đây đây cả nhà ơi, đây nè, con này thì ngoại làng cả nhà, may mắn rồi nước ngập được con thứ hai cả nhà ơi, trên đường về vỏ. Đây đó cái nhà nữa chưa, đó con này á cũng con này chắc đòn đón chắc tầm lạng hai cả nhà ơi. Đó đòn bắt xong tôm á thì nước tràn vô luôn rồi cả nhà, đó đòn bắt xong tôm á thì nước qua đây đã tràn vô luôn rồi. Vỏ của mình á thì đậu lúc trong đó đó cả nhà. Bây giờ đòn sẽ tiến hành bỏ con tôm này vào và đi tiếp cả nhà ơi, tranh thủ để nước ngập bỏ vô. Đây. Rồi bây giờ đòn sẽ quần tiếp tục vào cánh trong đây cả nhà ơi. Một con nữa nè cả nhà, đây con sò nào bự nữa nè, đòn đi xém đạp lên nó luôn nè. Tại đòn lo đi ngó kiếm hang tôm đó cả nhà, mình xém đạp nó luôn vô thùng đi, ngập lên tới đây rồi cả nhà, bứt đường lội rồi, phải dạt vô trong đây nữa thôi. Hy vọng được hàng khủng nữa nha. May mắn cả nhà ơi, đi đến đây á thì đồ phát hiện được một cái hang á rất là khủng khiếp luôn nha cả nhà. Hang tôm này rất là bự, vô mánh rồi, nước á thì đã ngập vô trong cái khe nhỏ này lên á, gần ngập hết rồi nha cả nhà. Mà đồ đi tới đây á thì phát hiện ra cái hang quá trời bự luôn cả nhà ơi. Trời ơi, quá vật ở cái hang tôm này cả nhà, chành bành luôn á. Trời ơi, ngách nhỏ bên đây nè cả nhà, đó cả nhà mình thấy ngách nhỏ chưa, đó ngách lớn đó cả nhà nè. Trời ơi bự, trời ơi rất là bự luôn cả nhà ơi. Rồi bây giờ á đoàn sẽ thu phục con tôm này nha cả nhà. Rồi đoàn tiến hành bắt nó cả nhà ơi, rất là lớn luôn ở cái hang tôm. Wow, vô bánh rồi cả nhà ơi, quá dập nữa rồi. Hang này á, con tôm này á thì là lớn hơn nữa, hai bạn đổ lên nha cả nhà, rất là lớn luôn á. Hang này thì ở dưới đất này á nó lầy lên, cái hang này nó không sâu cả nhà ơi. Vô mánh này cả nhà ơi, về nước ngập rồi, đội tàn về đây mà. Và cậu cho không biết nó lên chưa nữa. À, cái này tôi đang bắt này. Hang vậy mà tôm nhỏ nha, trời ơi hang rất lớn luôn, hang lớn quá mà tôm lạng ấy nha cả nhà, không tới hai lạng nha. Hôm nay đòn, hôm nay đòn đón á nó bị hố rồi cả nhà ơi. Con này á thì tầm lạng ba lạng tư rồi cả nhà ơi, không tới hai lạng đâu, nhỏ xíu à. Vậy mà đòn đón cả hai lạng, nhưng mà con này á thì nó loại hai, con này đòn nghĩ chắc là lạng tư cả nhà ơi, rất là may mắn luôn, chào bá luôn.
nhỏ thì nhỏ so với những con tôm khổng lồ thôi cả nhà, chứ con tôm này cũng rất là lớn nha. Rồi bây giờ Đoàn sẽ tiến hành bỏ con tôm này vô vỏ và mình đi tành về xuồng nha cả nhà. Vỏ của Đoàn á. Ê, nó búng lộn cả nhà ơi. Đó. Còn được 3 con bự không cả nhà ơi. Có lý rồi. Bữa nay như vậy rất may mắn cả nhà ơi. Đó. Được 3 con như vậy là may mắn rồi. Rồi. Bây giờ Đoàn sẽ rút riết để mà mình lội về vỏ nha cả nhà. Đó, vỏ Đoàn lội lúc thì đằng kia đó cả nhà, mình thấy không? Đó, rất là xa luôn nha. Bây giờ Đoàn sẽ tiến hành lội về đó. Rồi, trên đường đi có nửa Đoàn ghi hình lại. Đoàn mến chào cả nhà nha. Bây giờ thì Đoàn cũng xuống tới vỏ rồi cả nhà ơi. Bây giờ thì nước ngập từng luôn rồi. Đó, cả nhà mình thấy không? Cái bãi này hồi nãy là Đoàn lội, bây giờ nước đã ngập lên trên hết ráo luôn rồi. Đó, nó ngập vô tới hàng cây kìa. Đó, hàng cây xa xa trong đó đó. Nên bây giờ Đoàn xuống tới vỏ thì cũng rất là đói cả nhà ơi. Tại vì hồi sáng Đoàn đi chưa kịp ăn cái gì luôn. Tại mấy bữa này nước cạn rất là sớm cả nhà. Mình đi trễ là nước sẽ ngập lên. Nên Đoàn đi không kịp ăn gì luôn. Nên bây giờ rất là đói cả nhà ơi. Rồi, Đoàn sẽ quay thành quả cho cả nhà mình xem nè. Đó, hôm nay thì Đoàn may mắn cả nhà ơi, bắt được ít tôm nhưng mà được 3 con tôm rất là bự nha cả nhà. Đó, 3 con tôm này rất là bự luôn. Với lại Đoàn được 3 con tôm, với lại 10 con sò nha cả nhà, với lại 1 con cá nữa. 10 con sò này cũng rất là bự luôn nè. Sò bự bự không à. Đây nè, lên cho cả nhà mình xem nè, sò rất là to luôn. Sò huyết này á thì mình ăn rất là ngon nha cả nhà. Đó, 3 con tôm rất là lớn luôn, rất là đã luôn. Tưởng đâu á là không có nhà mình xem rồi. May mắn nước ngập á lội về á có. Mình mừng ngày này á, thì ngày bà cậu cả nhà ơi, lúc nào bà cậu cho là mình có cả nhà. Rồi clip đến đây thì Đoàn cũng xin kết thúc clip cả nhà ơi. Tại bây giờ Đoàn sẽ chạy về ghe và ăn cả nhà ơi, đói quá rồi. Rồi cả nhà nếu mà xem mà thấy yêu mến Đoàn á thì cho Đoàn một like và một lượt đăng ký nha cả nhà. Rồi Đoàn chào tạm biệt cả nhà mình nha.